Chay của anh đây nhá. Chay nhiều quả lắm anh ơi. Ăn ngon và ai hỏi mua ở đâu thì anh lại giới thiệu giúp cho em nhá. Cây hoành tráng lắm anh ạ. Đây. Cái đây là cái bao bố nhá. Để em chuẩn bị cho anh để xong rồi anh quấn hết lên, quấn kín hết tất cả các cái gốc, cái thân cây cho em nhá. Đây, rẻ với vải với cả cọc trống với cả đất nhá. Đất thì là anh để cái cây này xuống này. Trồng nổi anh ạ, nếu mà anh trồng chậu là anh phải nhớ là phải xỉ than ở dưới để đấy, còn đâu anh trồng đất thì là đầu tiên là anh cứ đặt nguyên trên mặt đất, anh đừng không cần phải đào hố đâu ạ. Sau đấy thì anh chuẩn bị một cái quây. Cái quây em tí em chụp cho anh cái hình giống như cây trà mà bọn em quây có cái tấm nhựa đấy. Anh đầu tiên là anh rải 5 cm cái hỗn hợp đất này dưới ở cái đít đít của bầu cây. Tiếp đấy là anh cho 5 cm ở bên cạnh bốn phía tứ bề của cái bầu kia. Sau đấy bắt đầu anh đổ đất bình thường của anh vào. Bởi vì cái hỗn hợp này nó rất là tốt và nó giữ nước, dốc nước và ấy nước được để cho đảm bảo cho cái cây. Thế xong đấy thì chống thật chắc nha anh nhá. Đấy, cây em đánh đảo kỹ lưỡng lắm rồi đấy. Hài lòng lần sau mua cây gì anh lại mua giúp em nhá. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Đây cây hồng của anh nhá. Hồng thì thuần chậu rồi. Đã bảo yên tâm về quả, quả đầy luôn, giống như là chay luôn. Đây, quả to luôn rồi này. Đấy. Cây đẹp lắm. Chắc chắn là anh hài lòng thôi. Lần sau thì mua cây gì nhớ ủng hộ em nữa nhá. Em cảm ơn anh nhá. Cái quan trọng nhất là bạn bè của anh ạ. Ai mà thích thì là anh giới thiệu giúp cho em. Cảm ơn anh nhá. Đây ạ. Hệ thống quả nhiều lắm anh ạ. Đây. 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 Quả rất nhiều luôn. Đây, quả đây nhanh nhá. Cứ lăn tăn quả mãi thôi ạ.